7. Hòa thượng giảng vào tháng riêng năm 1983, chúng ta cần phải rất cẩn trọng trong mọi phương diện như câu nói Sai chi ti hào, mậu chi thiên lý, chỉ sai trong đường tơ kẽ tóc sẽ lầm đến ngàn dặm. Chúng ta đang tiếp tục học Phật Pháp, được học nhưng kết cục là vẫn bị đọa vào địa ngục. Sao vậy? Vì chúng ta không thực sự thực hành theo giáo lý đã được học. Chúng ta không tự kiềm chế mình khỏi việc nói dối, trộm cắp, tà dâm, dùng chất độc tố gây nghiện và sát hại. Nếu quý vị không thể giữ được năm giới này thì làm sao mà nghĩ đến việc thành Phật? Trước hết quý vị phải nhất định từ bỏ việc sát hại. Điều ấy không chỉ có nghĩa là ăn chay thôi. Quý vị có thể nói tôi ăn nhưng không tự tay mình giết hại các sinh vật mà điều ấy không có nghĩa là quý vị không phạm giới sát giữ giới sát còn có nghĩa là không ấp ủ những oán hận người khác trong lòng mình điều này không phải dễ như tôi đã nói từ trước tôi cũng có một sự thúc giục mạnh mẽ phải sát hại nhưng tôi muốn dừng lại tôi muốn phóng sinh hơn là giết hại sinh vật nếu tôi muốn sát hại sinh vật tất cả những sợi lông trên thân thể tôi sẽ biến thành phi tiễn dao nhọn thương giáo xiên nhọn đâm vào mọi người cho đến chết những sợi lông của tôi độc ác biết bao động lực giết hại sinh vật đến như thế nên tôi nhận thức rằng sát hại chúng sanh cũng giống như giết các vị Bồ Tát A La Hán phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu đó là lý do mà tôi không bao giờ sát hại chúng sanh giới không trộm cắp là khi lấy một vật gì bằng cách không chính đáng hoặc lấy vật của người khác không thuộc của mình không biết chủ nhân là ai đều được xem như trộm cắp nếu quý vị lấy một vật từ một nơi nào đó mà không ai biết là quý vị đã ăn cắp nhân duyên phương pháp và nghiệp của trộm cắp được giảng giải rất kỹ trong kinh phạm võng nhân duyên phương pháp và nghiệp của việc sát hại cũng được giảng giải rất kỹ trong kinh này không tà dâm cũng giống như vậy bao gồm luôn cả việc không có một niệm tưởng dâm dục nào ở trong tâm và trong tự tánh của mình để giữ giới vọng ngữ, quý vị không được nói dối trong bất kỳ tình huống nào, không được dùng những chất độc tố gây nghiện, chất kích thích từ rượu khiến cho quý vị không thể hoạt động một cách bình thường, nó cũng gây cho quý vị đánh mất trí tuệ. Một khi có sự việc gì xảy ra, quý vị xử sự như kẻ ngu si. Đây là năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng chất độc tố gây nghiện. Người Phật tử nên chú tâm giữ gìn năm giới này và tránh sự vi phạm dù chỉ những lỗi nhỏ nhất. Chỉ như vậy quý vị mới đủ tư cách được gọi là Phật tử. Một số trong quý vị đôi khi cũng có tư tưởng sát hại, trộm cắp, tà dâm, lừa gạt người và thỉnh thoảng cũng dùng chất kích thích. Quý vị tham đắm vào rất nhiều thứ, tham ăn cũng tương tự dùng thuốc kích thích nếu quý vị tham ăn uống ăn đến mập phì ra thì cũng giống như quý vị đã dùng chất kích thích chúng ta là những người học phật nên thường xuyên tự mình quán xét điểm này chúng ta phải rất chú tâm không nên phạm một sai lầm dù rất nhỏ mặt khác chúng ta không nên quá cứng ngắc chúng ta nên áp dụng giới luật một cách rất linh động quý vị thường nói thế là ta có được chỗ để phương tiện rồi ta có thể sát hại trộm cắp tà dâm nói dối và dùng chất kích thích đó chẳng phải là nghĩa linh động nghĩa là chúng ta không nên tự trói mình trong năm giới quá chặt đến nỗi ta không còn cựa quậy đâu được nữa cả khi ta thọ năm giới ta phải quán xét kỹ lưỡng điều này có người ở Canada đã dùng tên tôi để lừa bịp đệ tử của họ nói dối rằng tôi đã ấn chứng cho họ người tạo tội đại vọng ngữ như vậy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục bà Thiệt